Kinh sách Phật giáo thường đề cập đến luân hồi, người chuyển kiếp thành súc sanh chuyển kiếp thành người. Người đời xem đó là sự sáng tạo của tôn giáo và coi đó là mê tín. Nếu như không phải đích thân trải qua, chính mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được những chuyện luân hồi lại xảy ra trong thế giới văn minh khoa học tiến bộ như vậy. Đầu năm, tôi đến Bồ Mộc Khánh Hội. Tại tiệm chay, gặp chị Mập và con của chị. Vì đã 3-4 năm nay không gặp, cảm thấy có rất nhiều chuyện để nói, nên chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau. Chị hỏi tôi còn nhớ Má Liên hay không? Gọi là Má Liên là vì trong nhóm, Má là người cao tuổi nhất. Chúng tôi khoảng 10+ người, rất thích đến các ngôi chùa cổ viếng để thăm các vị hòa thượng. Về sau, trong nhóm ai cũng lo sự nghiệp. Hôm nay chị Mập nhắc tới, tôi mới nhớ lại một phụ nữ khoảng 60 tuổi, tên là Ngọc Liên. Miệng hay chửi thề, nhưng tâm lại rất tốt. Vì con cái đã lớn, nên cứ các chùa có khánh hội, Má Liên theo phụ trách bếp núc. Nhiều năm không gặp, có người ngỡ Má đã chết. Chị Mập nói, Má thật sự đã chết rồi, nhưng hiện tại Má đang chuyển kiếp thành một con chó. Đây là một câu chuyện truyền kỳ thiên cổ. Chị Mập thấy tôi lòng đầy nghi ngờ, nên vội hẹn thứ bảy này gặp nhau ở bên cạnh trường Đại học Pháp Chính, rồi cùng nhau đi Hồng Tổng Phủ thăm Má Liên. Chị Mập mua một gói nồng tiết. Nồng tiết, một món chiên dùng nếp trộn chung với dừa và đường, gói lại trong lá sen. Chị nói Má Liên rất thích ăn loại bánh này, mỗi lần đi là phải mua một ít cho Má. Thật kỳ lạ thầy, Má Liên lúc còn sống rất thích ăn bánh này, chết đi chuyển kiếp thành chó vẫn thích ăn bánh này. Chị Mập vừa lái xe vừa thuật lại câu chuyện chuyển kiếp thành chó của Má Liên cho tôi nghe. Thì ra sau khi nhóm phỏng vấn đạo của chúng tôi giải tán, Má Liên vì không hòa hợp được với con cái, lại có tay nghề nấu bếp giỏi, nên ở lại chùa Hồng Tổng Phủ để giúp việc nấu bếp. Vì chùa nổi tiếng là Thiền Tông Tự Viện, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến. Má Liên lúc mới đến cũng tập ngồi thiền, nhưng bị người ta chê là hoạt tử nhân. Tức quá, Má không ngồi thiền nữa mà chuyển sang làm việc bếp núc. Một hôm, Má phát hiện gần đây thường hay bị mất thịt cá, âm thầm điều tra thì ra là một con chó thường hay ăn trộm miếng thịt hay cá. Má Liên vô cùng phẫn nộ, thì ra số thịt bị mất mỗi ngày đều do con chó này gây nên. Thế là Má chuẩn bị dạy cho nó một bài học. Vừa thấy con chó tha đồ ăn, hai mắt Má Liên trừng lên, không tìm thấy một vật nào để đánh chó. Thấy một nồi nước đang sôi sùng sục, liền lấy tạt vào nó. Con chó thét lên kêu một tiếng thảm thiết, liền nhả ngay miếng thịt trong miệng, đau đớn lăn lộn dưới đất kêu rền thảm thiết, đến nỗi làm kinh động cả nhà bếp. Ai nấy đều không nhẫn tâm xem. Má Liên cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, quá tàn nhẫn. Má Liên theo sau con chó đang bò lê lết tới một chỗ hoang vắng. Con chó không chịu nổi, ngất đi. Bên trong đó là một con chó cái què chân, đang mang thai. Thì ra mỗi ngày con chó ăn trộm cá thịt là để nuôi con chó này, có lẽ là mẹ của nó chăng. Hiểu ra được sự tình, Má Liên xúc động, không cầm được hai dòng nước mắt, lững thững ra về. Má Liên vì muốn bù đắp lại tội lỗi của mình, nên mỗi ngày đều dành một phần cơm để nuôi hai con chó què chân này. Chẳng mấy hôm, con chó vì không chịu được nỗi đau đớn của vết bỏng mà chết đi, để lại con chó mẹ mang thai rên rỉ bi ai một mình. Từ đó tinh thần của Má Liên ngày một sa sút, không còn lớn tiếng như trước nữa, trở thành người trầm lặng ít nói. Qua mấy hôm, trong chùa có đoàn bố thí đến. Trong nhà bếp, Má Liên là người chịu cực nhất, vì là chùa làng quê nên sáng sớm Má phải thức dậy để nhóm lửa. Không biết là ngủ chưa đủ giấc hay gặp chuyện gì mà Má bất cẩn ở trên cao trượt chân,
đạp xuống ván gỗ, té vào nồi nước sôi. Người nấu nước sôi nhanh chân lẹ tay, đẩy má liền sang một bên, nhưng cái nồi nước sôi nghiền đổ sắp lên người má, ướt cả nửa thân. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 hôm sau má mất. Má liền ra đi. Chuyện kỳ lạ là con chó què chân mang thai cũng tới kỳ sinh nở. Sinh được 6 con chó khỏe mạnh, biết tự tìm thố ăn. Trong số đó có một con chó bồng nên được gọi là Nico, được chăm sóc đặc biệt. Người ta đồn là má liền đã chuyển thế. Lúc đầu mọi người cứ cho là hòa thượng nói đùa. Khi kêu con chó là má liền, con chó thường theo vị hòa thượng đi hóa duyên, miệng có thể cắn thố ăn, và trụ trì không bao giờ dám đụng vào da nó. Con chó giao thố ăn cho trụ trì, giống hệt như cô gái đang dâng hiến đồ cho hòa thượng, dùng một cái khăn để dưới đất, rồi để thố ăn. Nó không bao giờ dám đụng vào áo cà sa của hòa thượng cả. Sớm tối tụng kinh cũng đều quỳ nghe. Do đó ai cũng tin là má liền chuyển kiếp. Chúng tôi đến chùa, má liền xà xà nhìn thấy, nhận ra được chiếc xe hơi của chị Mập, vẫy đuôi vui mừng đón tiếp. Nhưng đối với tôi, má liền như là một người bạn quá cố của mình. Hai chân trước đưa lên đùi của tôi, khiến tôi không cầm được hai dòng nước mắt. Tim tôi đau xót vô cùng, buồn miệng thốt lên một tiếng má liền, mà nghẹn ngào nước mắt. Còn chị Mập thì ôm lấy nó đi vào chùa. Trong suốt cuộc nói chuyện về má liền, con chó cứ vảnh tai lắng nghe. Chị Mập mở nồng tiết ra đưa cho má, nhưng nó không dám ăn. Sau cùng tôi nói, nhân quả người nào người đó liễu, má gây ác nghiệt nên đầu thai làm chó. Nhưng cũng hữu duyên thay, chỉ cần linh tính không mê muội, cứ theo cao tăng tu hành, nghe tụng kinh sám hối, tôi đến mãn nghiệp rồi cũng trở thành người thôi. Xin má đừng bị thương làm gì nữa. Kỳ lạ thầy. Nghe xong, má liền liền ăn hết nồng tiết. Tiễn chúng tôi lên xe xong, má còn vẫy vẫy đuôi chào.